Mọi người, hôm nay mình giới thiệu mọi người đến cái dòng xanh quán trị này. Xanh quán trị nha. Mình tách ra cái khóm là nó được 4 khóm. Mình báo cái giá từng khóm mọi người mua. Hai thân đây là hai thân bánh tỉ này, là 300.000. Hai thân tơ đây cũng 300k. Hàng va này mọi người nhìn thấy không? Thân lá, đầu lá xanh sạch tuyệt đối hết. Hàng này là hàng tách nha mọi người. Hai thân đó là 300k. Ba thân đây cái khóm nó rất là đẹp này. Ba khóm đó là 600.000, 200.000 một thân hả mọi người ạ. Cái khóm đó là 4 thân. Mình bán với cái giá là 800.000. Anh chị nào lấy khóm đó mình tính 700k cũng được. Khóm đó là 700k. 4 thân tơ. Ba thân tơ đây là 600.000. Hai thân đây nó nhỏ nhỏ một xíu, thân tơ nhưng mà nó nhỏ là 300.000, hai thân bánh tỉ là 300k. Mọi người chỉ cần điện thoại tới số điện thoại 0376344894, hoặc là mọi người nhắn tin lái khóm nào là nhà vườn mình sẽ lên đơn và gửi coi cho mọi người. 0376344894. Cái khóm đó là 4 thân tính 700k này. Khóm này 3 thân là mình tính cho mọi người là 600.000. 2 thân tơ 300k, 2 thân bánh tỉ 300k. Xanh quán trị, xanh quán trị cái dòng hoa này nó rất là hot trên thị trường. Và hầu như là ai cũng săn lùng coi xanh quán trị để hết đó mọi người ạ. Cái giá trên thị trường họ đang bán từ 500 đến 700 nghìn một thân, giá rất là cao. Thì mình hy vọng anh chị em nào mà xem cái video đây mọi người nhanh tay sưu tầm để mà nó có cái giống với mọi người.